Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Ba Đô Official. Ở video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các anh chị về cách sử dụng Corel cho người mới bắt đầu. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ về cái cách cân các đối tượng với nhau và khoảng cách giữa các đối tượng. Thì ở trên màn hình mình sẽ có ba cái đối tượng như thế này. Thì để cân đối tượng thì phải là từ hai đối tượng trở lên chúng ta mới cân được. Tại vì chúng ta sẽ cân, thứ nhất là cân cái đối tượng này với đối tượng kia ha. Thì bây giờ mình sẽ cân trước hai cái đối tượng. Thì để cân đối tượng, các anh chị chọn hai cái đối tượng bằng cách là giữ trái chuột quét khối hai đối tượng hoặc là lít vào đối tượng này, sau đó nhấn phím shift ở trên bàn phím và lít vào đối tượng thứ hai. Rồi sau đó thì các anh chị sẽ vào trong cái lệnh menu offset, các chị sổ xuống, các chị chọn cái lệnh là Agin Retrieve, thì nó sẽ hiện ra bên đây, thì nó sẽ hiện ra một cái dãy. Thì ở đây là có là canh phải, canh trái, canh trên, canh dưới, canh ở phần trung tâm ngang và phần trung tâm đứng ha. Thì ở đây nó tương ứng với các cái lệnh là phím R, phím ML ở trên bàn phím ha, phím R, phím T, phím B tức là cái bút tông nè, bút tông là phím B là cân ở dưới, cái R là cân phải nè, left là cân trái, R là cân phải, chữ T là cân ở trên, chữ B là cân ở dưới ha, còn chữ E là cân giữa nhưng mà nó nằm ở đối tượng ngang, còn cái center tức là cân giữa nhưng mà đối tượng đứng. Thì bây giờ mình sẽ chọn vào trong cái phần trên ha, thì phần trên thì các anh chị nè sẽ thấy ha, bây giờ mình phần trên đây offset. Thì các anh chị vào phần trên nè, thì các anh chị sẽ thấy là cái cạnh phải của hai đối tượng thì nó sẽ bằng nhau. Cạnh phải của hai đối tượng nó bằng nhau. Rồi, chúng ta sẽ vào trong cái chúng ta sẽ phần right ha, Arrange right. Thì cái phần ở cái cạnh phải của hai đối tượng là nó đều với nhau. Nó bằng nhau. Còn đối với mà top tức là giữa là đỉnh của hai đối tượng ha, thì đây là phần top. Khi mà chúng ta canh top thì chúng ta sẽ đỉnh của hai đối tượng thì nó sẽ bằng nhau này, các anh chị thấy không, đây nè. Chúng ta sẽ tạo đường giống xuống, chúng ta dễ thấy nè. Để tạo đường giống thì các anh chị đưa con trỏ chuột vào trong cái thước nè, giữ trái chuột ha, giữ trái chuột các anh chị kéo xuống là sẽ tạo ra cái đường giống ha, tạo ra đường giống, đường này đường giống ngang, còn đường giống đứng nè thì các anh chị cũng đưa vào cái thước đứng, các anh chị giữ trái chuột, các anh chị kéo ra là đường giống đứng ha. Thì để xóa đường giống á, thì các anh chị lít vào nè ha, khi mà đưa chỏ chuột vào trong cái đường giống á, nó sẽ có hai cái mũi tên ngang này, các anh chị lít trái chuột một cái, sau đó các anh chị bấm phím delete ở trên bàn phím là nó sẽ xóa cái đường giống nha. Rồi cái này là canh ở phần trên, phần đỉnh đầu của đối tượng, phần bút tông tức là canh phần dưới, đây nè, các chị sẽ thấy cái đường dưới của hai đối tượng nó là bằng nè. Rồi tiếp đến là canh phần center, nhưng mà cái này canh ở dạng ngang nè, thì các anh chị đây là cái trục ngang nè ha, trục ngang của đối tượng tức là cái trục ngang của đối tượng này nó bằng nè ha, các anh chị thấy không, hai cái dấu chấm đây nè, đây nè, các anh chị thấy là đây là cái nút giữa nè ha, đây là nút tâm của cái hình chữ nhật này, hình chữ nhật ngang này, và đây là tâm của hình chữ nhật đứng, thì nó sẽ bằng nhau như thế này, nó bằng nhau. Rồi tiếp đến là center ha, center là phím tắt là chữ C, thì anh thấy là các anh chị thấy là cái điểm dọc nè, giữa tâm của hai đối tượng là nó chồng lên nhau ha, tâm hai đối tượng chồng nhau. Các anh chị nhớ cái phím tắt á, thì các anh chị làm rất là nhanh. Ví dụ như mình muốn canh phần trên đây, tức là giữa cái đỉnh này với cái đỉnh này là nó trùng với nhau ha, các anh chị quét hai đối tượng, các anh chị bấm chữ T là sẽ lên, các anh chị bấm chữ L tức là nó sẽ canh về phía bên trái, và bấm chữ R nó sẽ canh về phía bên phải, bấm chữ B cho nó phím nó canh phía dưới nè ha, rồi bấm chữ C, thì nó nằm ở trung tâm hình dọc, và bấm chữ E là nó nằm ở trung tâm ngang. Đấy. Nếu mà giữa hai cái đối tượng mà các anh chị muốn cho nó nằm trong đối tượng với nhau á, thì các anh chị bấm chữ E nè, là nó canh ở hàng ngang nè, nhưng mà các anh chị bấm thêm chữ C nữa thì nó sẽ nằm vào trong, nằm vào trong. Rồi để đối tượng, để cái đối tượng màu xanh này nó nằm dưới cái đối tượng dưới đối tượng màu đỏ thì các anh chị phải dùng cái phím tắt là cần trên up và cần trên down để chúng ta sẽ đưa vào đối tượng lên xuống. Ví dụ đây là một đối tượng là một lớp, một đối tượng là một lớp, thì chúng ta bây giờ muốn, các anh chị muốn đưa cái lớp màu xanh lá cây này xuống dưới cái lớp màu đỏ thì các anh chị phải bấm trên nút là Ctrl Down đây, tức là Ctrl nhấn phút Ctrl Down. Còn nếu mà các anh chị muốn cái phím cái màu đỏ này nó sẽ nằm ở trên cái màu xanh lá cây này thì các anh chị bấm phím Ctrl và cái phím bay up ở trên cái bàn phím thì nó sẽ hiện lên. Đây là các anh chị muốn đối tượng nào lên thì trên list đối tượng là lên, và các anh chị bấm Ctrl up là nó sẽ lên và down nó sẽ xuống. Còn cái cách thứ hai là các anh chị list vào trong cái đối tượng mà các anh chị cần đưa lên hoặc là các anh chị down xuống, thì các anh chị list vào đối tượng, các anh chị vào trong cái phần menu offset nè, các anh chị sổ xuống trong cái phần order, các anh chị sẽ thấy ở đây nè, tức là đây là from, from up back, back forward, tức là đây nó có mấy cái phím tắt là như nãy là đúng không, mình thấy là shift bay up, shift bay down, hoặc là Ctrl bay up, Ctrl bay down, tức là đây nè các anh chị nè, tức là black one, tức là nó xuống một đối tượng, tức là one nó xuống một đối tượng. Còn khi mà các anh chị chọn forward nè, forward one tức là lên một đối tượng, tức là lên một cái lớp, lên một cái lớp, thì nếu mà các anh chị muốn làm cho nhanh thì các anh chị cứ bấm phím Ctrl bay up, Ctrl bay down là nó cũng lên nó xuống, hoặc là shift đó, thì chúng ta cứ làm như vậy thì nó nhanh hơn, khi chúng ta làm mấy menu lệnh thì nó hơi lâu ha. Rồi đó là cái cách mà căn chỉnh đối tượng ha, các anh chị nhớ nè, căn chỉnh đối tượng ha, các anh chị nhớ là phím căn trên là top là chữ T, mà ở dưới là chữ B, căn phải là chữ R, căn trái là chữ L và EC là canh giữa ha. Ví dụ giữa hai đối tượng mà chúng ta canh vô giữa là chúng ta bấm EC là nó sẽ ra. Sau khi còn một cái phím nữa mà khi mà các anh chị làm tất cả các bản in thì trong cái vùng làm việc của tất cả các anh chị thì các anh chị có thể là làm nơi nào cũng được, ví dụ đây cũng được, đây cũng được, rồi đây cũng được, nhưng mà khi mà trong quá trình in thì có thể các anh chị đưa vào trong cái bảng khổ để chúng ta canh cho anh dễ. Thì các anh chị sau khi các anh chị làm xong, ví dụ các anh chị làm ở vùng này thì các anh chị rút tất cả các đối tượng lại với nhau chúng ta có thể là rút các đối tượng lại với nhau, ví dụ như là đây chúng ta cần rút hai đối tượng này lại thì chúng ta sẽ sẽ quét khối hai cái đối tượng này, giữ dãy chuột quét khối hai đối tượng này, sau đó các anh chị bấm nút Ctrl ở trên bàn phím với chữ G, G là rút, Ctrl chữ G là sẽ hai đối tượng này nó sẽ rút với nhau. Bây giờ các anh chị lít vào là các anh chị thấy hai đối tượng này đã rút với nhau. Còn để rã rút thì các anh chị bấm Ctrl U, tức là in rút, in rút là rã ra, là Ctrl U trên bàn phím nha. Đây bây giờ rã ra nè. Thì đó, khi mà chúng ta rút mà các anh chị muốn đưa vào trong cái nắng, các anh chị muốn đưa vào trong cái trang này thì nó sẽ, các anh chị bấm chữ B, chữ B phở ở trên bàn phím thì nó sẽ nhảy vào, tự động nó sẽ nhảy vào căn chính giữa trang luôn. Nó căn chính giữa trang cho mình luôn, nó nằm ở chính giữa thế này. Rồi các anh chị nhớ cho mình là cái lệnh rút, tức là Ctrl G và rã rút là Ctrl U. Rồi tiếp đến là cái phần căn chỉnh khoảng cách cho tất cả các đối tượng. Thì để là căn chỉnh khoảng cách cho các đối tượng thì các anh chị phải quét khối, ví dụ giữa từ hai đối tượng chúng lên thì chúng ta phải căn khoảng cách đúng không, tức là căn đối tượng thì cũng cần hai đối tượng trở lên, căn khoảng cách cũng cần hai đối tượng trở lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ quét khối tất cả các đối tượng, thì ở trên cái thanh chức năng trên thanh trạng thái chức năng thì các anh chị sẽ thấy ở trong cái biểu tượng này nè, trong cái phần ablin thì cái phím tắt của nó là Ctrl Shift A. Nếu các anh chị bấm Ctrl Shift A trên bàn phím thì nó cũng sẽ ra. Đây. Bấm Ctrl Shift A thì đây. Thì đây các anh chị sẽ thấy là phần agin, tức là căn lép canh giữa, canh tớp phải trái thì nó nằm đây luôn nè ha, nó cũng nằm đây luôn đây nè, thấy không đó, nó nằm đây ha. Rồi rồi bây giờ các anh chị muốn cân ba cái đối tượng này nó đều nhau, nó đều nhau thì ở đây nó có phần nè, canh từ cạnh trái dưới cạnh trái các đối tượng ha, canh từ tâm giữa của ba đối tượng, của các đối tượng nè, đây là canh lề phải của các đối tượng, canh đều từ lề phải và lề trái của hai đối tượng ha. Còn đây là chiều dọc và chiều ngang, thì các anh chị đưa vào đây thì các anh chị khi mà các anh chị click vào, đưa cái mũi tên vào ở trong cái phần này thì các anh chị sẽ thấy nè, cái phần distribute nè thì các anh chị sẽ thấy ha, tức là từ cái lề bắt đầu từ cái lề của cái này, từ cái lề của màu xanh lá cây nó sẽ bằng dưới cái lề trái của màu đỏ, và phần cái lề trái màu đỏ thì nó sẽ bằng cái phần lề trái của màu xanh lá cây ha, tức là từ khoảng cách này đến khoảng cách này thì nó sẽ bằng nhau nè, các chị thấy từ khoảng cách này đến khoảng cách này nó sẽ bằng nhau ha, nó sẽ bằng nhau đây, nó sẽ bằng nhau. Rồi các anh chị click vào trong bên phần tiếp theo, tức là nó sẽ từ tâm, các chị thấy bây giờ đây nó hiện cái phần tâm mà thấy không, nó cái hiện phần đen màu đen á, tức là từ tâm của xanh lá cây của xanh dương nó sẽ bằng tâm, bằng khoảng cách từ xanh lá cây đến khoảng cách tâm của đỏ sẽ bằng từ khoảng cách đỏ, tâm đỏ đến phần tâm của xanh lá cây. Rồi tiếp đến là phần lề, thì các anh chị sẽ thấy nè ha, lề thì nó bắt đầu nó sẽ canh từ lề của đối tượng, từ lề phải của đối tượng xanh lá cây đến lề phải của đối tượng màu đỏ, nó sẽ bằng từ lề phải của đối tượng màu đỏ sang phần lề phải của đối tượng màu xanh lá cây. Đó thì các anh chị ở trong đây nó có các lệnh chức năng thì các anh chị tìm hiểu thêm. Còn đây là phần canh trên dưới ha, hồi nãy là canh dọc thì bây giờ canh trên dưới nè ha, các anh chị thấy không, khi anh chị đưa vô đây thì các anh chị canh trên dưới. Rồi đó là một số cái chia sẻ của video này về cái phần cân các đối tượng với nhau, lệnh rúp đối tượng và rã rúp đối tượng, lệnh canh các đối tượng, khoảng cách giữa các đối tượng. Thì hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho tất cả các anh chị mới vào này, các anh chị có thể hình dung ra được về cách căn chỉnh của đối tượng để cho chúng ta thao tác cho nó nhanh. Sau cái này chúng ta sẽ thiết kế. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là hết. Mình cũng hy vọng là tất cả các anh chị hãy cố gắng, đã khi mà chúng ta học phần thiết kế thì chúng ta phải có cái thực hành. Khi học tới phần nào thì các anh chị nên ôn lại những kiến thức cũ, ví dụ như sử dụng các cái chức năng của hợp thành công cụ này, rồi những chức năng sử dụng test copy vào thì chúng ta sẽ thực hành để cho chúng ta nhuần nhuyễn, và sau này chúng ta làm việc thì học như vậy thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi video của mình chia sẻ đây là kết thúc, hy vọng nó sẽ giúp cho các anh chị có được những cái kiến thức nhanh hơn về tiếp cận với phần mềm Corel. Chúc các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trên công việc. Các anh chị hãy cố gắng share video để cho mọi người cùng theo dõi nhé. Nhớ nhấn vào nút like để ủng hộ tinh thần cho video. Và nếu các anh chị nào mới vừa ghé với kênh Mado Absol thì hãy giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho ngày càng phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Bye bye các bạn, các anh chị.